Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay hai vợ chồng Mai đi đổ rác. Và đây là vừa vào tới chỗ đổ rác đó cả nhà. Ở bên đây đó họ phân biệt rác mà. À, hôm nay thì gia đình nhà Mai đi vứt cái điện thoại cũ và bộ salon đó. À, lúc trước thì mới vứt đi được một nửa, còn bây giờ mới vứt nốt một nửa cả nhà. À, thì trước khi vào đây đó là mình phải có cái thẻ. Đó, có thẻ thì cái cổng nó sẽ mở automatic để mình vào. Nếu mà không có thẻ là không được vào đâu đó. Bonjour. Người phân người quản lý ở đây đấy, họ sẽ hỏi mình là mình vứt rác gì. Sau đó là mình sẽ nói là mình dùng bonjour, mình vứt gặp bạn của anh chồng của cha ông xã mày đấy. Bonjour. À, người ta sẽ hỏi mình rằng là nhà mình vứt loại rác nào đó. Thì là Mai ông xã mới bảo là vứt những loại mút đó. Thế để một cái sofa đấy thì họ sẽ chỉ chỗ để cho mình phải vứt cho đúng chỗ. Đây, đây là một cái chỗ vứt một chỗ vứt gỗ đấy, họ phân biệt này đó. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Mai theo ông xã của Mai đi vứt rác. Và bây giờ thì Mai vừa vào bên trong xong đó, thì Mai sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách vứt rác và người Pháp họ phân biệt rác như thế nào nhá. Đó, cái anh áo vàng kia đấy, đó là anh ấy người là người quản lý ở đây. Đấy, đây là những loại rác nhà Mai vứt. Đó, có nghĩa là bàn ghế, là tất cả bàn ghế đệm này vứt ở đây đấy cả nhà. Đó, ông xã Mai đang vứt những cái còn hai cái đệm trên xe nữa này. Đó, Mai đi một vòng cho cả nhà xem nhé. Đây là chỗ vứt những cái lốp xe. Đó, đây là bác quản lý ở chỗ này. Đó, và bên kia đó là họ có những cái thùng xanh xanh ấy để phân biệt vứt vỏ chai này, vứt giấy này, vứt báo này, vứt đồ nhựa. Đó, người nào mà vứt không cẩn thận đấy thì cái anh này anh ấy lại Ça va aller? Il y a une benne verte là-bas, il y a l'étiquette verte, il y a une benne à côté, okay. Vous pouvez mettre dedans. D'accord, merci. Tom. Ông xã Mai thì không biết là cái điện thoại của nhà mình sẽ vứt ở đâu đó. Thế là ông ấy chỉ cho là đến cái thùng container màu xanh ngoài kia đó. Đó, bây giờ ông xã Mai vứt đó. Đó, tất cả những cái đồ ghế, salon, canapé hay là đệm đó. Đây có bác này, bác không vứt nữa này. Đó. Đó, đây là bác này, bác vứt cái giường cũ đây, cái đệm của giường cũ đấy. Còn phía bên đây ấy, đây là họ vứt đi những cái gọi là cái lò sưởi đấy cả nhà, cái sưởi ở trong nhà đó. Đây là những cái quạt trần này, cái quạt này đó. Đó, cả nhà thấy quạt còn mới không? Có khi là Mai tới đây Mai xin cái quạt này về dùng á. Nhưng mà được cái là ở bên Pháp này đấy, họ đến đây họ vứt rác, nhưng mà mình được quyền đến đây xin về họ cho. Ví dụ như Mai thích cái quạt này chẳng hạn đó, Mai chỉ cần Mai nói với người ta là cho Mai xin về là người ta sẽ cho Mai cầm về. Đó, mọi người thấy quạt còn mới không? Là quạt này mới chưa? Đó, mà họ đã bỏ rồi đấy. Đây là những cái tủ đông đá đấy cả nhà. Đó, đây là tất cả những cái tủ đông đá này. Đây là những cái chỗ mà họ bỏ tủ lạnh ấy cả nhà. Wow, nhiều chưa? Đây là cái máy rửa bát họ bỏ đi này. Đó, đây là cái tủ lạnh. Ô, mọi người nhìn chỗ này nó còn mới chưa này. Wow, cái này còn mới trắng nguyên này. À đâu, cái này người ta cũng dùng rồi nhưng mà nhìn thấy mới nhỉ. Đó, đây là những cái lò lướng ấy cả nhà. Những cái lò lướng rồi là những cái chỗ giặt đồ này. Đó, rửa bát đó. Trời ơi, chắc Mai sang đây Mai xin đồ về Việt Nam bán ve chai cả nhà.
À. Chỗ này là chỗ vứt gỗ mọi người ạ. Đây này, các bác đi vứt gỗ này. Tất cả vỗ gỗ thì vứt ở đây. Bên kia thì cũng là giường đệm kìa. Còn chỗ này thì vứt tất cả những cây xanh ấy, giống như ở mọi người cắt cỏ vườn này, cắt cây này, cắt những cành củi ABC, nói chung là có thể làm phân được á, thì họ phải bỏ ở đây. Đó, mọi người thấy nhiều người ta cắt cỏ vườn đó, sau đó họ ra đây họ bỏ này. Đó. Bên đây cũng vậy. Ồ, chắc là khu này là khu tất cả cỏ, cắt cỏ vườn ấy, cây cối họ bỏ hết ra đây. Chắc là suốt cái dọc bên đây là như vậy đó cả nhà. Đây là những cái thùng mà đã sạch hết rồi cả nhà. Đó, họ sạch hết rồi, họ đến họ thu ấy. Đó, mọi người nhìn ra ngoài kia không? Có những cái thùng đựng gỗ này, đựng cỏ, cây này. Đó, cái thùng này thì đã dùng, mà người ta đã đến là lấy hết rồi, ta chuyển cái khác vào đó. Và bên cạnh đây là họ đổ đất đá xi măng cả nhà. Đó, cứ khi đầy cái thùng đó thì để có cái xe người ta tới người ta chở đi đó. Đó, nhiều lắm. Thì Mai sẽ quay một vòng cho cả nhà xem nhé. Bây giờ thì mình sang phía bên kia. Mọi người thấy không? Đây là bỏ tất cả những cái đồ mà không có thể đốt được ấy. Bằng mút này, đồ hỏng hẳn nó vứt đi đó. Đó, rác á. Và đây thì có một bác cứ chở một đống này. Bác cứ chở nhiều đồ bỏ lắm. Đây này, nhìn bác cờ chở một xe đi đỏ này. Mà tại sao mà ở bên rác, ở bên Pháp này nhà ta rất là sạch, vườn ta rất là sạch. Như là những cái cắt tông này là người ta cũng không đốt tại vườn, mà người ta sẽ phải cầm bên chỗ thùng rác người ta bỏ. Bonjour. Đó, thấy không, bác vứt từng tí một kìa. Đó, người ta cũng phải cầm bên chỗ rác người ta phân. Vừa đây thì bác vứt ở đây. Đó, những cái đồ bẩn đấy, bẩn gọi là rác như túi hay là những cái đồ vứt đi ở vườn đó. Còn cái cắt tông thì bác vứt ở bên kia, bác phân loại rác. Đó, bây giờ thì bác lại bê tiếp ở trên cái xe này xuống. Nhìn bác mặc đồ rồi. Ở bên đây khi ta làm vườn ấy, thì ta sẽ mặc một loại đồ riêng. Bác vẫn còn khỏe thật đấy. Wow. Đó. Ôi rác họ vứt một chỗ nên là tại sao mà. Rồi mai lại tiếp tục khám phá cho cả nhà khám phá nhé. À, bên đây là vứt tất cả các loại cắt tông. Rồi, thì là bác đi ra đây. Mai cho mọi người xem. Ở bên đây ấy thì pin hay là những cái đồ điện tử đấy là phải vứt gọn một chỗ, hay là bóng đèn, bóng điếc ấy, chứ không được vứt vớ vẩn. Ở đây họ những có cái gì phân biệt thì Mai không biết này. Xe quá xa. Đó. Là đây là giống như kiểu những cái người người ta vứt cà phê cả cả nhà, những cái người ta có quán bar hay là có sạn mà ta dùng những loại cà phê nhé, thì người ta dùng xong rồi là phải gấp vào đây để phân biệt riêng. Đây là những cái mà như kiểu bình ắc quy đấy. Mai thì không mở những cái thùng này ra để Mai không biết. Wow, nhiều chưa này. Đấy, chai nọ họ phân này đấy cả nhà. À, những cái thùng nhựa đó, nhưng mà Mai không vào tận nơi để Mai xem từng tí một, Mai chỉ quay cho mọi người xem thôi. Còn đây này, trong những cái thùng này là cái gì đấy? Mai cũng không biết. Nhiều quá. Đây là lần đầu tiên Mai tới đây đấy. Đây là cái chỗ mà vừa Mai nói đấy. Đây là người ta vứt những bóng điện, thấy chưa? Ngoài kia thì vứt pin, những cái đồ điện tử, những cái đồ điện. Còn đây ấy là những cả bóng điện phải vứt riêng. Đó. Còn đây là những cái bóng tiếp. Bóng tiếp to. Wow. Mọi người nhìn không? Những đồ điện tử vứt hết dưới đây này. Trời ơi. Đấy, bác này bác vứt đi một cái đèn để nhà đẹp chưa? Chắc mình. Trời ơi, có cái đèn đấy, nếu mình chỉ cần lắp cái bóng mà được sử dụng được thôi. Ở đây Mai thấy có nhiều đồ điện tử lắm này. Máy hút bụi nè, máy tính nè, máy làm nóng bánh mì này, rồi là máy
cái micro nữa, cái máy làm nóng đồ ăn đó, rồi máy vi tính này, rồi là máy in này. Trời ơi, chắc là mai xuống đây mai xin đồ về Việt Nam bán sắc vụn đây. Nhưng mà mai nói đùa thôi chứ ở trong đây có người quản lý rồi, chẳng đến lượt mình đâu. Đó, còn đây là tất cả những cát tông. Khi mà đầy rồi đó thì cái anh làm quản lý ở đây anh ấy xa anh chứ mở cái kia lên, có nghĩa là đóng lại đó, thì mọi người sẽ biết là nó đầy rồi đó, thì không có vất nữa. Đó, cái chị kia vất có hai cái miếng cuối cùng nữa thì anh này anh đóng lại. Đó, đấy là người quản lý ở đây. Khi tôi thấy người ta mặc những bộ như này này, đó, mặc những bộ đồ cam này đó, là có nghĩa là người ta quản lý ở đây. Đó, họ đóng lại đó thì mình không được vất nữa. Không biết anh này anh mở cái gì nhỉ? À, giờ mai biết rồi. Đây là tất cả cái gì về sơn. À, những cái hộp kín như này là sơn. Wow, nhiều sơn chưa cả nhà? Đó, đây là những cái thùng sơn đấy, người ta sơn không hết hoặc là người ta vứt đi, người ta bỏ ở đây thì người ta phải phân loại. À thôi được rồi, mai biết đây là cái thùng sơn. Đó, khi mà đầy rồi đó, anh này anh bịt lại. Xong rồi là anh ấy ra, anh ấy để cái chữ ở đây. Đó là femme, có nghĩa là không được vứt nữa. Trong đây là cái gì đây? À, đây là những cái thứ gọi là vứt đi ấy, chai lọ thập cẩm ở nhà đó. Ô, còn đây là vắt bê tông. Đó. Ở trong đây thì Mai thấy có hai anh ấy mặc đồ cam này, là có nghĩa hai anh quản lý. Đó, bây giờ vẫn có xe vào tiếp được cả nhà kìa. Đây là những cái chỗ người ta vắt sắt đấy cả nhà. Đó. Sắt, dựa, bánh xe, xe đạp này. À, có cái barbecue đẹp chưa kìa. À, đẹp chưa mà họ vất đi. Mình mà giờ mình cho than và mình vẫn nướng đồ ăn bình thường. Mai mà đến đây làm thì Mai tiếc lắm vì Mai không vất được đồ đâu. Cứ thấy đồ họ bỏ là tiếc à. À, đây chỉ có là đồ nhựa thôi. Ok. À, video của Mai hôm nay rất là đơn giản. À, Mai theo ông xã đi vứt rác mà đây là lần đầu tiên. Mai sống ở đây hơn chục năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên. Au revoir, merci. À, Mai sống ở đây hơn chục năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Mai theo ông xã đi vứt rác. À, tại vì nó rất xa nhà Mai đấy, nó xa nhà Mai hơn chục cây số cho nên lần đầu tiên Mai theo ông xã đi. Mọi lần đó thì chỉ ông xã đi một mình, nhiều lúc ông xã đi với con. Nhưng đây là lần đầu tiên Mai đi với ông xã. Và Mai có quay qua để cho mọi người xem là bên đây họ vứt rác những cái gì, và họ phân biệt rác làm sao. Ok, video của Mai chỉ có vậy thôi. Cho Mai dừng video ở đây. Nếu cả nhà yêu thích những video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.